hôm nay mình giới thiệu cho bà con cách mà lựa con trống, con mái của dòng Titan siêu thần này. Lúc 15 ngày tuổi là mình phân biệt trống mái rồi. Nhiều người ta lại ta nói ta hỏi mình đó là coi những bộ câu này khó lựa trống mái quá, nhiều lúc lựa trống nhiều quá, lúc lựa mái nhiều quá, mà nhiều người người ta mua những cái trại khác về nó không biết phân biệt như thế nào. Hôm nay đại bộ câu Minh Dũng chỉ cho bà con coi như là hả, đâu là trống, đâu là mái lúc 15 ngày tuổi. Đây đó, đây là cái con bộ câu 15 ngày tuổi. Đây đây là con bộ câu trống, là coi như mình lấy hai cái chân này nha, mình cầm nó lại và đè hai cái cánh xuống, rồi mình đè nó xuống đây. Là con thấy cái đùi nó cầm xuống không? Đây là con trống, đây đây con trống nha. Đó, đây là con trống nè, cầm cái đùi xuống. Bây giờ mình cứ dỉnh nó lên nó cũng bỏ xuống nè, bỏ luôn cũng bỏ xuống nè. Đây là con trống hả? Rồi mình ta chỉ con mà này. Anh có thể nói cho mọi người rõ hơn là gì, tại sao nhiều người làm mà con nào nó cũng quặp xuống và con nào nó cũng rảnh lên là sao anh? Tại vì người ta làm không đúng, nhiều người người ta không biết làm và nhiều người người ta không biết để phân biệt sao. Nhiều người người ta lấy đầu bự, đầu nhỏ, lỗ mũi bự luôn mũi nhỏ, nhiều lúc con máy cũng vậy luôn, tại giống thái nó bằng nhau mà không có phân biệt sao hết. Cái bước đầu tiên là mình cái chân hay cái cánh nó sẽ làm như nào? Hai cái chân đây nè, kẹp nó lại, rồi nó đè cái cánh xuống, kẹp nó lại luôn, đó, kẹp lại nè, rồi cái đầu nè, mình đè nó xuống, là cầm xuống không? Rồi cái dở nó lên, cầm xuống thì nó là trống mà sao cầm được? Rồi hôm nay mình chỉ cái nào trống, cái nào máy. Đây đó là con máy đây, đây con máy mình cũng làm vậy luôn, ha, rồi dẫn lên nè, thấy không? Giờ mình có đè xuống nó cũng dãnh lên đó. À, đè xuống nó cũng dãnh lên, tại đây là con máy mà à, phân biệt rất là dễ từ lúc từ 15 ngày tuổi luôn. Còn từ 4 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi, 8 tháng tuổi là quá dễ rồi. Nhiều người ta không biết lựa lúc nhỏ này, hôm nay mình mới chỉ cho bà con chỉ lựa từ lúc nhỏ luôn. À, vì nhiều người chắc không biết cái cách mà lựa từ lúc nhỏ đâu nhỉ? Không biết luôn. Tại vì những người nào mà có nhập chim bồ câu từ bên Thái về người ta mới biết được này, tại vì bên Thái ta lựa từ lúc nhỏ vậy không? Tại vì bên Thái người ta lựa con lớn, con trống người ta làm thịt, ta chừa con mái lại. Tại vì hiện giờ ở bên Thái ta đang áp dụng là coi như là nuôi một trống hai mái. Ở Việt Nam mình chưa có nuôi, ở trại bên Dũng đang nuôi đây, nhưng mà chưa có thành công 100%, thành thử ra chưa nói cho bà con nghe biết được tại sao nuôi một trống hay không ấy. À cái phương pháp nuôi đấy thì khi nào mình mới áp dụng anh? Bây giờ đang nuôi với trại rồi. À. Khi nào thành công mới chỉ dẫn bà con. Bây giờ chưa thành công, chưa có chỉ bà con. Tại cái đó là đạt hiệu quả hơn nữa. Một trống hay con máy mình. À vậy thì khi nào mà nuôi thành công về cái áp dụng cái cách nuôi thế thì chắc chắn anh Dũng sẽ đăng lên YouTube để cho mọi người theo dõi đúng không? Cho bà con coi nuôi một con trống hai con mái. Đó là hôm nay là chỉ cho bà con coi cho rõ cái nè. Giờ mình để hai con bồ câu lên. Nè. Coi hai con bồ câu lên. Rõ ràng nha. Coi không? Trống cập xuống không? Đây nè. Cập xuống không? Đây con máy dở lên không? Thấy không? Nó dở lên đó. Con trống đưa xuống nè. Máy dở lên nè. Phân biệt đó. Còn bà con nào mà chưa biết nữa, hãy tới trại Minh Dũng chỉ miễn phí cho. Dù cho không cần mua cho chim bồ câu, mua Dũng thôi, Minh Dũng cũng chỉ tận tình. Thứ nhất, chỉ cái trống máy. Thứ hai, chỉ miễn phí. Không miễn phí coi như là nuôi lần sau mà cho đạt, lại tới nhà chỉ luôn, không cần mua con giống của Đạt Dũng đâu. À với cách bồ câu mà phân biệt vừa rồi là chỉ có bên Thái dạy mình thôi đúng không anh? Đúng, tại vì bên Thái là người ta lựa từ lúc nhỏ này.
người ta lựa từ lúc mà 15 đến 20 ngày tuổi là ta lựa ra hết, ta phân biệt ra hết. Bởi ta để cái cặp nào ra cặp máy để chọn con giống từ lúc này nè. À thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái khoảng thời gian trước kia anh học nuôi bồ câu ở bên Thái như nào không nhỉ? À, mình cũng phải ra ngoài qua bên Thái mình đi học hết. Là coi mình học bên bển 5 năm. Mà hiện bây giờ mình cũng còn qua lại hàng tháng mình cũng phải qua bển lại. Năm qua đi qua bển qua bển đi lại là cũng 5 đến 7 lần đấy, để mình coi coi bên đó nó phát triển như thế nào, rồi mình lấy cái kinh nghiệm của người ta đem về mình áp dụng ở trại Minh Dũng, rồi trại Minh Dũng chỉ lại cho bà con chăn nuôi. Nhớ là một câu này, tia giống titan của Thái không bệnh gì hết, không cần chích thuốc, chỉ sổ dung 3 tháng, 4 tháng một lần thôi nha. Không cần thuốc gì hết. Tại bồ câu Minh Dũng bao người ta nuôi bệnh tại bồ câu chịu trách nhiệm hết. Giống bồ câu Thái này. À là không bao giờ nó bị bệnh à? Không bệnh. À, giờ, tại anh có thể nói rõ hơn là cái tại sao cái mức đề kháng nó lại cao như vậy không anh nhỉ? Tại vì cái giống nó đã không bệnh rồi. Còn những giống của Trung Quốc á, bây giờ nha, là người ta nuôi người ta trời nắng quá người ta ngừa uống điện giải, rồi ra người ta nhỏ la su ta, rồi người ta nhỏ rum, rồi ngừa phân hàng dịch tả rồi kia, là coi như là giống này là không cần tốn một đồng thuốc nào hết, là coi như là mình nuôi là không bệnh, là coi như là bà con yên tâm về cái khoản thuốc, là coi như là không có cái khoản đó là còn lời hơn chút xíu nữa. Còn cái giống mà của Trung Quốc bây giờ nó nuôi tốn tiền thuốc nhiều lắm. Nhiều bà con ở ngoài Bắc điện thoại cho mình nói bồ câu tiêu chảy, rồi bồ câu có thọt kẹt hay là bồ câu này cái toàn bộ là giống bồ câu Trung Quốc hết. Nói chung là cái giống chất lượng nhất bây giờ là bồ câu ti thần thái siêu thịt. Nó kháng bệnh hay lắm. Nó kháng bệnh là hay nhất. Là coi như tốt nhất hiện giờ. Tại là nuôi là bao bệnh hết. Và có thể nói là ở thị trường miền Nam hoặc là cả nước thì chỉ có trại mình là có giống bồ câu này thì đúng anh? Trại bồ câu này Minh Dũng nhập giống này về 12 năm rồi. Là coi như trong miền Nam này là không ai có, nếu có là cũng từ cái trại Minh Dũng mình bán người này người kia bán người nọ, rồi người nọ bán người nọ là cũng ra của trại Minh Dũng, nhưng ngoài ra không có ai hết toàn miền Nam này, rồi ngoài miền Bắc thì mình không có nói được, tại vì ngoài đó người ta lúc người Trung Quốc nó qua bên Thái nó mua về bắt đầu nó đẻ xong rồi tới mùa đông nó bán lại, cũng có giống thứ này hết nhưng mà không chất lượng, mua về là nuôi không bao giờ được, bệnh riết luôn. Rồi nhiều người quá người ta hỏi mình cái cách phòng trị như thế nào, mình chỉ người ta. À thì trước đó thì nhiều người cũng hơi băn khoăn về cái việc mà anh phân biệt chim bồ câu chống mái ấy, thì nhiều người cũng bảo là mình làm rất là khó, thì bây giờ anh có thể làm lại để cho mọi người theo dõi không? Đây chỉ cho bà con lần nữa, coi như chim ra ràng còn chưa phát hiện được nè. Ở đây chỉ chim ra ràng đây, lửa từ nhỏ luôn. Lửa từ nhỏ luôn nè, lửa từ lúc 15 ngày tuổi còn biết phân biệt chống mái nè, bà con nhìn kỹ nha. Hiện giờ đây là cái đuôi của nó nè. Mình nắm hai cái chân lại nha, nè mình đè xuống nè, coi nó cụp xuống nè, bà con thấy không nè, này cụp xuống đâu nè, nè nó cụp xuống không nè, cụp xuống nè, thấy không đó, cụp xuống. Đây là con trống, đây là con trống nha, nè để là nó cụp xuống nè. Đâu anh có thể làm lại từng bước một để nè, cho mọi người theo dõi. Nè, chỉ cho bà con lại là chim 12 ngày tuổi, 15 ngày tuổi mình còn phân biệt chống mái được. Đây mình để về đây đó, để cầm hai cái cánh sát vô vậy ha.
mình đè xuống vậy á, bà con thấy không, coi cái đuôi này nó cụp xuống nè, nè cụp xuống nào, nè đuôi nè, cụp xuống nè, còn trống đây, lựa từ nhỏ luôn nha. Chứ rồi đây là con máy, tao anh có thể làm lại. Rồi đây là con máy nha, bà con thấy không, nó dính lên nè, thấy không, nè dính lên nè, mới 15 ngày tuổi là lựa trống máy được, dính lên là con máy nè, thấy không. Còn con trống nó cập xuống nè, nó cập xuống vậy nè, giờ này mình đè nó cũng xuống máy rồi. Đúng rồi, mình đè nó cũng không xuống nha. Không xuống nè, nó nhổng lên đâu nè. Đây là con máy. Là mình lựa lúc này cũng được luôn. À là có hai con này là được bao nhiêu ngày đây? 15 ngày. Bây giờ anh có thể làm một con hai con trưởng thành cho mọi người xem không? Nè. Đây nè. Mình coi nè, mình để cho bà con coi nè không nè. Nè, con nè. Nè, con trống nè. Con cống cụp xuống nè không? Nè, con cống cụp xuống nè. Nè, con cống cụp quá. Đúng rồi. Con máy dãnh lên nè không? Đó, chỉ bà con. Rồi lúc mà trưởng thành luôn. Cho mọi người xem trưởng thành nhé. Nè, bà con thấy con máy không? Nè, dãnh lên nè không? Dãnh lên nè. Để ra để dãy dãnh lên rồi. Không? Đây mình lựa trống máy đạt 98%. Có con chim nào mà BD không anh? Cũng có chứ. Đây, đây là con trống, chỉ là nãy là con máy nó hồi nãy nó dính lên không? Giờ con trống nè. Nè, cập xuống không? Đó. Chính xác luôn, đây là con cha, hồi nãy là con mẹ lại dính lên. Con mình cũng phát hiện sớm luôn được rồi. Lựa từ nhỏ luôn.